thấp lúc đó. Nhiều, nhiều rồi. 500. Ủa? Ừ, được mới phần nửa không nội. Không có, phải mấy ngàn rồi. Phải mấy gần 80 rồi. Ủa vậy đó hả? 500 triệu hay 500 ngàn? 500 triệu. Trời ơi, trời ơi. Thân trực vlog. Kênh YouTube Thân trực vlog 500 triệu. Mua đi lên trên Củ Chi quay thầy chùa. Độc quyền má. Trời ơi, kể từ cái ngày tôi nhớ hoài luôn. Tự nhiên ổng đổi cái ảnh bìa Hân Trần Vlog qua màu vàng á. Ổng đi quay chùa không á. Tôi bắt cười luôn má. Cái lúc mà ổng đổi cũng chưa là ổng muốn làm cho cái kênh nổi lên, hiểu không? Cho cái avatar tại vì chết im thì màu xanh rồi, anh phải đổi màu vàng không thôi nó bị gì. Mà lúc đó chưa có quay thầy chùa nha. Đổi xong sao cỡ từng tôi đi quay thầy chùa luôn má. Anh nói là trời tao muốn nghĩ. Đau má. Ôi mày cười, mày vừa cười mà mày vừa nhấn. Mà nổi cha mày, mày cười mà mày nhấn nhấn. Trời ơi là trời, nó cười nó xách cái tay nó giật. Ờ, nó vừa cười nó nhịp cái cây nó giật lên luôn á mọi người, đau. Hỉnh hồn ơi là trời. Mọi người ơi, xem clip nhớ like, subscribe, nhấn vô cái chuông nha. Nhấn vô cái chuông, nhấn một cái, đừng có nhấn hai cái, nó nhả chữ ra là như không. Nhấn một cái thôi, cũng giống như mình ăn hộp vịt lộn, mình phải ăn số lẻ. Thí dụ nhấn hai cái, phải nhấn thêm cái thành ba, phải không? 1, 3, 5, 7, chứ đừng có nhấn mà 2, 4, 6, 8 là mấy ông ngủ luôn. Nhấn một cái thôi. Nhấn like, subscribe, ủng hộ cho mấy ổng nha quý vị. À mọi người ơi, nhớ ra cái gì chi ủng hộ cho Nhi nha. Số 15 Trần Hoạt, phường 10, quận 5. Thật sự là Nhi thấy là chương trình là mấy cái ca dương tính nó đang tăng quá. Đang tính là sẽ bán mang về, không cho khách ngồi lợi. Tại vì thấy giờ ca lên quá trời, sợ quá, hiểu không? Lên. Mà mình đâu có biết ai người ta bị hay không. Mà người ta bị nhiều khi ta chích rồi, người ta cũng đâu có biết người ta bị. Mình gọi điện thoại trên điện thoại, nó kêu là sống chung với dịch đi. Trời ơi. Trên điện thoại giờ nó hai cái nhạc chờ gì đó. Mọi người sống chung với dịch. Rồi ơi chết. Tiếng nào rồi, hôm nay cho mọi người mặc áo màu gì vậy? Tiếng nào? Áo gì? Ai cho mặc áo màu gì đi, trong gì vậy? Áo vest trắng, bộ đồ vest á. Bộ đồ vest hôm bữa đó. Với lại cái đầm sinh nhật. Hai cái đó. Còn trắng là cả nhà. Ừ á. Trời ơi. Trời ơi. Đau nha má. Ảnh nè. Vút lông nách thì tao vút lông khác cho mày. Thì đang dự định á là sẽ bán đem về cho cái ca nó ổn lại mới cho khách ngồi ở lại được. Tại vì bây giờ á vậy đầm sen hả? Đầm sen á thì đầm nó nghe là đầm sen mình không biết có được bán hay không. Giờ nó nói là ngày thứ bảy thứ sáu để là bữa nay nè. Là có thông báo thì mình bán thôi. Nhưng mà giống như là thật sự ra là biết sao không, không phải gì. Nhưng mà bây giờ á, có nhiều người á chích hai mũi rồi vẫn bị tử vong, vẫn vô nhập viện thở oxy bình thường. Mà chương trình là tại nhà mình có người già, có bà ngoại, có cậu năm, hiểu không? Sợ gì lỡ mấy người đó có gì xu. Cho nên là em mới định là chắc là sẽ bán đem về. Chứ mà bán ít thì ít, chứ mà bây giờ á dịch nó tăng rồi bán á, mọi người cũng thấy bán đâu có nhiều đâu, ngày bán có phân nửa mà nhiều khi bán không hết. Rồi nếu như mà lỡ mà bệnh vô một cái chết luôn. Thì em đang suy nghĩ trong đầu hồi tối giờ, em đang suy nghĩ á, chắc sẽ bán đem về quá à. Không dám cho ngồi lợi, sợ. Chứ mấy tháng trời nào là không có làm ra tiền, tao cũng tiết kiệm á, bao nhiêu. Ông Tâm này đang F1 kìa, anh không lo đi. Thiệt. Trời. Nãy giờ ông nói chuyện với anh rồi. Em mới đưa vitamin này kia cho ông uống đó. Hôm qua giờ anh có triệu chứng gì không? Bị gì ông nội? Chết rồi F2. Ôi ơi chết rồi. Hồi ôi nguy hiểm quá mọi người ơi. Đi show có 2 ngày tự nhiên á thành F1 hết trơn. Rồi sống chung với dịch ở đâu cũng vậy coi như ơi. Thì đó cho nên tỉnh nào cũng vậy luôn, tỉnh nào cũng tăng hết không khi gì Sài Gòn. Thì đó.
mà bây giờ khóa lời á, block lời á thì sẽ khổ. Đất nước mình bây giờ đâu có đủ nữa đâu, đâu có tiền nữa đâu mà trợ cấp, rồi dân thì cũng đói. Thành thử ra bây giờ mình, thậm chí bây giờ mà em nghỉ bán luôn, em cũng xu luôn. Bởi vì em cũng sợ, nhưng mà nếu như mà bây giờ mà bán cho khách ngồi lại thì em cũng sợ luôn. Thà là bán đem về đỡ hơn, đúng không? Kiểu khi khách mua đem về, ta đứng ta đợi, ta cũng đeo cái khẩu trang. Còn mà chương trình khách ngồi ở lại ăn á, là người ta đã tháo ra, ta ngồi đó rất là lâu rồi, mình đi qua đi lại, đi qua đi lại trên bàn, trên ghế này kia đồ. Bởi vì sợ là sợ vậy đó. Cho nên là đang dự tính là sẽ cho bán đem về. Để em nghĩ bây giờ ai cũng bán mang về thì em bán mang về. Còn nếu mà ai cũng bán cho ngồi ở lại mà em bán mang về, em bán không lại ta sợ vậy đó. Dạ em bán mang về, quán ốc cái bên bán ngồi lại. Quán ốc em thấy hôm qua nãy nghỉ 2 ngày đó. Không, bây giờ cho bán bia lại rồi em. Cho luôn hả? Đâu luôn rồi, quán ốc là cầm lại rồi. Để tối nay coi coi sao. Dạ, cho bán bia luôn rồi. Cho luôn rồi hả? Đó, sống chung với dịch luôn rồi. Chết rồi. Không phải mà sợ thôi, thật sự là sợ thôi. Tại vì nếu như mà em á thì em không sao. Mà thấy bà ngoại nè, rồi thấy cậu Năm á, hai người đó lớn rồi, như cậu Năm nè. Rồi thấy bà vậy chứ nhiều khi đụng vô bà cái hồi bà sụm nụ luôn. Già rồi đúng không, hút thuốc hoài nữa. Mà chương trình là mốt đẩy ngay hai người đó đi qua bên đập xem que nữa. Lựa luôn má. Lựa ngay hai con gà yếu nhất đi qua cái chỗ nguy hiểm nhất. Đầm sen que má ơi. Có nào mốt qua bển vừa bán hai ngày thông báo cách ly nguyên cái đầm sen que. Trời ơi là trời. Sợ. Ngon. Đông lắm. Thật sự bây giờ mà mở cửa đầm sen que cũng hơi mở cửa thôi. Em thấy hôm bữa bà Nguyễn Phương Hằng đón tiếp là quá trời, cũng mấy ngàn người dưới mấy lần đó, dưới này Nam đó. Giờ cho nó hết đó. Bởi vậy thôi mọi người thương những tụi em á, mọi người nhớ ra ủng hộ hàng quán của Nhi, cũng giống như là nhiều chị em khác buôn bán món ăn hè phố. Quý vị rất là cực khổ thật sự luôn, mùa này ở đâu cũng bán ế hết đó, chứ không phải riêng một mình Nhi. Nên mọi người thương á, mọi người ra ủng hộ, mỗi người một tay 50%, một phần hai phần gì đó, để cho tụi Nhi với lại các chị em khác rồi có động lực. Và đặc biệt nữa là mấy anh YouTube là quý vị phải like subscribe kênh, quý vị nằm ở nhà quý vị xem thì những cái đó mình không có tốn tiền, cho nên là quý vị phải làm, nhấn cái like subscribe kênh để cho có nhận được thông báo, để cho quý vị xem, để cho cái lượng clip nó có được tương tác, để cho mấy anh nó cũng nhận được tiền từ YouTube thôi, chứ cũng quý vị cũng không có tốn tiền mất mát gì. Nên là mong mà mọi người thương yêu nha quý vị nha. Địa chỉ bán của Nhi xin nhắc lại là số 15 Trần Hòa, phường 10, quận 5. Giờ bán là từ 3 giờ chiều tới 10 giờ tối. Số điện thoại đặt hàng với liên hệ bút show là 0903 053 519. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Trời ơi, dán con đậu con bay chào nữa hả? Hôm qua hôm kia cũng vậy đó. Ngộ quá. Thích cái tông vậy đó hả? Trời ơi, hello. Bye bye. Trời ơi. Không quay hoài luôn á. Không dừng nó tính. Tiếng Hàn đẹp. Dán lông mì. Trời ơi. Trắng lắm. Ngon. Ngon lắm. Ăn chưa? Không, trời ơi, em ăn nó khóc chết. Nó kêu gần tiếng đàn bà, không nói chứ không có con gái. Không, tại mọi người chưa nghe đó. Nó chửi em đĩ không? Đĩ, đĩ. Con nè, con đĩ ơi. Chửi gì? Con đĩ lắm, chửi gì không? Tại mọi người chưa nghe đó. Em phải kiếm những cái mà nó ghi âm thoại hay gì đó chửi em đi. Em mở cho mọi người nghe, không biết nó có nó hay chửi em, nó gọi điện thoại là nó hay chửi em. Không bao giờ hả? Không có. Vậy là mày cũng tính trước rồi đó hả? Đúng rồi. Mày sợ đúng không? Đúng rồi. Ừ. Nè, nó nhắn tin cho mình, mình nó hỏi nè. Nè. Mấy giờ vậy? CD là cái gì? Mọi người đọc giùm em đi. Cái gì? Cục vàng hả? Vàng phê chứ không có nào đó. Trời ơi, nó chửi gì không đó. Đó, mọi người nghĩ đi. Nè, coi nè. Nó gọi điện thoại em không bắt máy nè. Mọi người đọc đi. Nó gọi điện thoại em không bắt máy, nó nhắn tin cho em gì nè. CD, LOL. Nó gọi cho em không bắt máy là nó chửi gì đó.
thì mọi người nghĩ em phải gọi lại liền. Em sợ nó gọi không bắt là nó chửi liền. Sao em bạo lực dữ vậy, biết hạn khó đâu. Tin nhắn rành rành đó đó, mọi người nghĩ đi, lấy nó đi rồi biết xấu với nó. Tối mà nó kêu ngồi lên trả bài mà không trả ha, nó chửi đỉ. Có định lấy chồng không? Không có định lấy vợ không? Không lấy chồng rồi quá. Không hả? Ở vậy luôn hả? Hay quá vậy trời. Bye bye hả? Bye bye mọi người nha quý vị nha. Nhớ like, subscribe kênh ủng hộ nha quý vị.